Thấy bạn gái muốn ngửi mùi hoa sữa, anh công an xuống hái hẳn một chùm để tặng. Đang đi cùng anh, đến đoạn có cây hoa sữa bên đường, định bảo anh cho dừng lại để ngửi mùi hoa sữa chút. Ai ngờ anh xuống xe vào xin người ta rồi hái luôn một chùm tặng mình. Anh làm mình bất ngờ luôn. Đó là chia sẻ của bạn có tài khoản là Nấm, ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của bạn trai mình, khiến dân mạng thi nhau vào xin ví bạn trai dễ thương. Hái xong chùm hoa sữa rồi, anh còn cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch nhựa, rồi mới đưa cho bạn gái. Chỉ hành động nhỏ này thôi, nhưng khiến bạn gái cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhiều bạn nữ khác tỏ ra ghen tị khi bạn gái có anh người yêu tâm lý, lại còn đáng yêu như vậy. Xin vía hai bạn, chúc hai bạn hạnh phúc nha! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!